chỉ có 450 triệu thôi, có ngay một căn nhà đường xe ô tô mà gần khu nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang luôn cô chú anh chị ơi. Không thể nào mà tin nổi luôn, ở đây em có một căn nhà ghẻ ơi là ghẻ luôn. Giá 450 triệu là có thật luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình là full thổ cư đường ô tô luôn. Thì hướng này mình sẽ ra quốc lộ 1A ngay chỗ trung tâm hành chánh công ngay chỗ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mình á, là thị trấn Tân Hiệp anh chị, chỉ có là 700 m thôi. Ghẻ phải mình sẽ về khu nghiệp Tân Hương khoảng là chưa đầy một cây số nha anh chị. Thì nhà mình sẽ quay về là hướng chánh nam nha anh chị. Thì anh chị mình cũng thấy dân cư rất là đông đúc, nhà sống với nhau sang sát quá trời nhà anh chị, là điện nước đầy đủ nha, có cống thoát nước, có đèn đường luôn. Thì vì tư bây giờ khổ dữ lắm rồi cô chú anh chị, giờ nợ quá trời mắc nợ luôn rồi, giờ nên bán căn nhà giá chỉ có 450 triệu, 450 triệu là giá chốt luôn nha anh chị. Từ từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về căn nhà của mình á chỉ khoảng là 50 cây số thôi. Thì cái clip này em quay chừng khoảng là 3-4 phút thôi, thì anh chị mình gán xem hết clip này của em nha, đừng có tua nha anh chị, để coi căn nhà này có cái gì nha. Anh chị mình cũng thấy có cống thoát nước đầy đủ luôn nha. Thì dì Tư này đang cực kỳ khổ luôn cô chú anh chị, ngợp nợ dữ lắm rồi nên dì Tư cần bán luôn. Dì Tư này cũng khoảng là 65-70 tuổi rồi mà giờ không có khả năng chi trả một số nợ nha, nên dì Tư cần bán gấp. Đây trước mắt anh chị là con nhà của mình với tổng diện tích là ngang là 6m luôn nha anh chị. Mặt tiền của mình là được 6m luôn nha. Con đường này là đường ô tô là mình về tới nhà mình được nha. Ô tô đường của mình là đường 2,5m nha. Ô tô 4 chỗ thì chạy sẽ ok hơn, 7 chỗ thì FF mình vào được luôn nha. Thì mặt tiền căn nhà mình giáp với con đường của mình thì được 6m và sâu vô gần là 14m nha anh chị. Thì 100% là đất của mình là đất thổ cư hết luôn nha. Thì căn nhà này lúc trước em cũng có quay một lần nha, giá là 550 triệu, rồi từ hạ xuống 500 triệu, giờ hạ nữa cô chú anh chị, giá chỉ còn là 450 triệu là giá chốt nhưng không thương lượng luôn. Thì căn nhà của mình thì nhà to nha anh chị, thì căn nhà là thích hợp cho công nhân anh chị nào mình tài chính yếu ha, thì mình có thể mình lựa chọn nha. Tại vì đất ở đây rất có giá nha chị, một lô đất ở đây cũng khoảng là 400 triệu cho một lô nha. Thì ở đây mình cộng thêm căn nhà to này, nhà to là lúc trước dì Tư làm gần là khoảng là gần 200 triệu nha anh chị. Đó cho nhân căn nhà này. Thì căn nhà mình thì có một cái nền móng, nếu mình không thích nhà tôn sau này giờ mình ở đỡ cô chú anh chị, rồi mình sau này mình xây tường lên nha. Thì em thấy cái nhà này còn rất là mới nha, ở chưa được một tháng nữa gì Tư dọn ra rồi. Thì anh chị mình cũng thấy căn nhà mình rất là rộng, tại vì cái mặt tiền của mình được là 6m nha. Đó tôn còn rất là mới luôn nha. Ở đây anh chị mua ba cái làm giả gỗ anh chị, anh chị lợp lên một cái làm dách là đẹp, mới tanh liền, là ngon lạnh liền, là không có nóng nha. Thì có được là một phòng ngủ nha, một phòng khách, một phòng ngủ nha. Phía sau mình có nhà sau luôn anh chị ơi. Đây, có thể mình dời cái nhà bếp mình nằm qua bên đây nha. Mình có thể mình làm một cái phòng ngủ nữa vẫn được nha. Đó, nhà bếp mình dời qua bên trái mình ha. Rồi ở đây mình làm thêm một cái phòng ngủ nha. Ở đây thì mình có một cái phòng vệ sinh luôn. Thì dì Tư xây căn nhà này là full hết đất luôn nha anh chị. Xây toàn bộ bao nhiêu đất là dì Tư xây hết luôn. Có phòng vệ sinh, điện nước thì có đầy đủ luôn. Thì giá chỉ có 450 triệu. Em thấy cái giá này vẫn còn hợp lý cho anh chị công nhân mình nha. Mình giờ mua một lô đất gần gần khu nghiệp Tân Hương, bây giờ nó cũng khoảng là 400 mấy 500 triệu cho một lô đất đột có thổ cư mà đường ô tô cũng giống như vậy thôi. Thì diện tích mình thì hơi ngắn hơn một chút so với người ta nha. Thì cộng lại mình được căn nhà này là gần 200 triệu nha anh chị. Dì Tư làm căn nhà là gần 200 triệu nha. Cuốn nền lót gạch ha. Thì về mình có thể mình đóng la phong thêm nè ha, bỏ chừng khoảng là 10 triệu thôi mình đóng la phong rồi, ngon lành luôn nha anh chị. Em cũng mong sao cho dì Tư bán được căn nhà này anh chị, chứ dì Tư bây giờ khổ quá trời à, lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền đâu mà gặp mắc nợ nữa, giờ phải chịu thôi, giờ bán luôn anh chị ơi. Dì Tư giờ dọn ra khỏi nhà luôn rồi anh chị ơi. Thì em xin nhắc lại địa chỉ căn nhà của mình là thuộc xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây mình cách thị trấn Tân Hiệp quốc lộ 1A về căn nhà mình chỉ khoảng là mấy trăm mét thôi anh chị ạ. Ở đây mình cũng gần khu công nghiệp Tân Hương. Anh chị nào về đây mình sinh sống mình có thể mình làm khu nghiệp Tân Hương rất gần nha. Ở đây người ta xây nhà để cho công nhân thuê rất là nhiều luôn. Thì kế bên nhà mình thì có mấy căn là người ta xây cho thuê luôn nha anh chị. Anh chị nào muốn đầu tư thì em thấy cái giá này em thấy còn rất là hợp lý ha. Mình không ở mình có thể mình dục ở đó để cho công nhân mướn ở luôn nha. Thì em cũng chuyên nhận quay nhà đất tại tỉnh Tiền Giang luôn anh chị. Em nhận nhà là giá hợp lý em mới nhận nha, nên căn nhà của em là bán rất là nhanh luôn. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi cho em nha. Em xin kết thúc video em tại đây ạ.